động đến sức khỏe của rượu đã được tranh luận trong nhiều năm, với nhiều nguồn khác nhau cho thấy rằng nó có thể có lợi cho sức khỏe cũng như hạn chế. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới trên tạp chí Clinical Nutrition đã chỉ ra rằng ngay cả một lượng nhỏ rượu cũng có tác động tiêu cực đến sức khỏe tim mạch. Các tác giả của nghiên cứu có trụ sở tại Anh đã thu thập dữ liệu từ hơn 350.000 người tham gia, bao gồm hơn 20.000 người không bao giờ uống rượu. Đối với những người tham gia đã uống rượu, các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu về lượng rượu hàng tuần của họ cũng như loại rượu họ tiêu thụ, bia, rượu vang hoặc rượu mạnh. Sau đó, họ theo dõi những người tham gia nghiên cứu trong thời gian trung bình là 6,9 năm và ghi lại tất cả các biến cố tim mạch gây tử vong và không tử vong xảy ra trong dân số nghiên cứu. Phân tích cho thấy uống rượu có liên quan đến tăng nguy cơ biến cố tim mạch. Bia, rượu táo và rượu mạnh cho thấy mối liên hệ đặc biệt mạnh mẽ với nguy cơ tim mạch. Trong khi tác động của rượu vang hỗn hợp hơn, rượu vang có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các biến cố bệnh tim thiếu máu cục bộ chứ không phải các vấn đề tim mạch khác. Điều thú vị là ngay cả những người uống ít hơn giới hạn khuyến nghị của Vương quốc Anh là 14 đơn vị rượu mỗi tuần cũng có nguy cơ mắc các biến cố tim mạch tăng lên. Một đơn vị rượu được định nghĩa là 8 gram cồn nguyên chất tương đương với khoảng một nửa panh bia 3,5% ABV. Điều này có nghĩa là tiêu thụ khoảng 6 cốc bia mỗi tuần hoặc khoảng 6 ly rượu vừa mỗi tuần, tương đương với 14 đơn vị. Các tác giả của nghiên cứu chỉ ra rằng các nghiên cứu trước đây bao gồm thành kiến khiến một lượng nhỏ rượu có vẻ có lợi cho tim mạch. Ví dụ, một số nghiên cứu đã sử dụng những người không uống rượu như một nhóm tham chiếu mà không xem xét rằng nhiều người trong nhóm đó không uống rượu do sức khỏe kém. Tác giả chính của nghiên cứu được gọi là đường cong hình chữ C gợi ý rằng uống ít rượu có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch, điều hoang đường lớn nhất kể từ khi chúng ta nói rằng hút thuốc là tốt cho chúng ta. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!